sao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con
mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Lạy Chúa nhân từ
Như là đại diện cho toàn thể tu sĩ nam nữ trong giáo xứ và có quý ông trong ban thường vụ hội đồng giáo xứ như là sự đại diện cho mọi thành phần giáo dân trong giáo xứ Châu Sơn thân yêu chúng ta. Chúng con hiện diện nơi đây trước hết xin được phân ưu cùng với đại gia đình Tăng Quyến trong biến cố đau buồn tiễn đưa người thân yêu của chúng ta, ông Gioan Bautista, về với Chúa. Và chúng con cũng xin đại gia đình hiệp cùng với chúng con và cộng đoàn dâng lời kinh ý nguyện để chúng ta nguyện cầu xin Chúa mở lòng nhân từ đón nhận người thân yêu của chúng ta về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Và giờ đây xin chúng ta cùng hiệp thông trong nghi thức làm phép thi hài cho ông Gioan Bautista. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con ta tiếng ăn năn kêu vang. Lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin cho tâm hồn chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy lắng nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời Thánh Vịnh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa thương đoái đến người thân của chúng ta đây là ông Gioan Bautista vừa qua đời. Trông cậy vào Chúa. Linh hồn con trông cậy vào Chúa. Từ miền sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa. Lạy Chúa xin thương nghe tin con. Giáng xin Chúa lắng tai nhận lời con. Linh hồn con trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa đi và
Chúa rất giàu ơn cứu độ. Chính Ngài sẽ cứu chủ Israel khỏi mọi lỗi lầm đã phạm. Ngài đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Ta thương Chúa. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tối tơi Chúa là ông Gioan Bautista mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tơi Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miếu dưới ông. Lạy Chúa, xin chúc lành và thanh hóa thi hài người thân yêu của chúng con đây, và xin xoa hết mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tới Chúa, và đến ngày trong nay được phục sinh và ân thương. Xin đoái thương phục sinh tôi tới Chúa cùng các thanh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tới Chúa được thư tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây xin chúng ta cùng hiệp thông trong lời nguyện cầu cho những người thân yêu đang thương khóc ông Gioan Bautista. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đôi bóng tôi sự chết thành rạng đông sự sống. Chúng con này xin Chúa đoái thương, nhìn đến các tôi tới Chúa đang sầu thương khóc lóc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta cùng hiệp thông trong lời nguyện cầu cho tất cả mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Thương sâu thương đau, con đời trong Chúa nhầm đời. Nếu Chúa trong tôi, Chúa ơi, nào ai đứng vững thành tôi, nhưng Cha con đồng tư tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ sâu tôi, con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ ngực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Xin chúng ta cùng hiệp thông trong lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng ban ơn cứu độ cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Chính Ngài đã cho Đức Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết. Xin chúng ta cùng đáp lại: Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản này xin Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản này xin Chúa. Chúng ta đã được rước mình thánh Chúa Kitô là ánh ban sự sống đời đời, được sống lại sau ngày sau hết. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con khẩn khoản này xin Chúa. Chúng ta xin Chúa cho lời khấn cầu của công đoàn chúng con sinh ích cho linh hồn tối tơi Chúa là ông Gioan Bautista. Xin giải thoát ông khỏi mọi tội lỗi và cho ông được thông phần ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây xin chúng ta cùng phó dâng linh hồn ông Gioan Bautista
và chúng ta cũng dâng chính mỗi người chúng ta trong vòng tay quan phòng của Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ thương bầu cử cùng Chúa, ban cho ông Gioan Bautista được hưởng hạnh phúc cùng Mẹ trên thiên đàng vĩnh cửu. Và xin Mẹ cũng bầu cử cho chúng ta được mọi sự bình an trong hành trình dương gian này. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Ta được ghi yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Gioan Bautista. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta chúc cùng Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng con trông cậy tất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Đức Thánh Trái Kim Đức Chúa Giêsu, cứu rỗi chúng con. Lạy Trái Kim Cực Thánh Cực Thiện Đức Thánh Đức Thánh Thần. Amen. Gioan Bautista, mặc dù là không có con sống đời dân hiến, không có cha, không có thầy, không có sơ, nhưng mà vì cụ ông là một người đã cống hiến rất nhiều cho giáo hội và giáo xứ, và đặc biệt đoàn con của cụ ông cũng là những ân nhân của giáo phận và giáo xứ. Vì vậy thì ngày mai sẽ có thánh lễ đồng tế. Ở đây là một hồng ân rất đặc biệt. Bên cạnh việc phân ưu cùng với đại gia đình thì đây cũng là một hồng phúc rất lớn cho cụ ông Gioan Bautista, và cũng là một niềm an ủi động viên để xoa dịu những đau thương mất mát của những người thân của cụ ông Gioan Bautista. Xin mời gia đình và cộng đoàn sáng mai chúng ta tham dự thánh lễ đồng tế ở giáo xứ, và một lần nữa xin chia buồn. Anh không nói là một tiếng, anh vừa vừa một buồn, em đừng vừa ai đây anh ơi. Xót thương người lê.
Lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận bụi đất dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Trong đêm trường nhắc cho người tiếp sống mong mai. Nhớ cha nhiều lắm.
con là sóng chảy xiết giao ca, cha là núi đứng lại và nhớ, cha dõi theo con với cả khối tình nồng như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã quá xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Thank you.
hãy hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhớ nguồn làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh Bao Sư Sĩ Ta, án dư ái đêm nay. Và để nghi thức được diễn ra một cách trang nghiêm và xuất sắc, chúng tôi xin phép được thông qua chương trình. Mở đầu, Ban Trị sự Liệp Hương Trước Thi Hải Người Quá Cố Nhập Quan. Và giờ đây xin mời Ban Trị sự cùng Ban Nhóm 17. Sư cùng cộng đoàn thân mến, cách riêng gia đình và toàn thể các quyền. Cuộc đời là một chuỗi dài của những ngày tháng hành trình nơi dương thể. Được sinh ra trên cõi đời, nhưng hơn bất kỳ một loài động vật nào khác, con người luôn ý thức sinh, lão, bệnh, tử. Và đó là quy luật của phần người. Vâng, đời người Kitô hữu trần gian chỉ là quán trò, mà chuyến hành trình đức tin của ông Gioan Bautista Hàm Duy Hải đã dừng chân vào lúc 15:40 ngày 1 tháng 6 năm 2024, khép lại 86 năm hành trình dương thể, để lại cho gia đình con cháu và tăng quyến bao ngập ngùi thương nhớ. Thân tộc mất đi một người thân yêu, dầu biết rằng số kiếp của thần người là sinh kỷ tử quy, sống đời thác về, mang thân phận mỏng giòn của tạo vật, cũng phải đến lúc chúng ta từ sọc còn nhân sinh. Chính vì thế, với con mắt đức tin, thì ông Gioan Bautista kể như đã làm xong phần việc của mình ở trần gian, nên Thiên Chúa định liều cho được về an nghỉ trong Chúa sau một đời vất vả, và nhất là qua những cơn đau bệnh tật của đời. Ông chấp nhận hy sinh, chịu đựng thánh giá Chúa người trao, và đã tính trung phó thác mọi sự nơi Chúa,
chúng ta cùng có dâng ông trong vòng tay quan trọng và lòng tự ái của Thiên Chúa. Giờ đây, đứng trước thi hài ông Gioan Bautista trong nghi thức lễ quan, chúng tôi, ban trị sự giáo họ Giuse cùng với ban nhóm 17, xin được đại diện cho cộng đoàn giáo họ Giuse đến đây kính viếng và chia sẻ nỗi đau thương mất mát mà gia đình phải gánh chịu trước sự ra đi của ông Gioan Bautista, đồng thời cảm ơn ông đã đồng hành chung sức đóng góp xây dựng cùng chia sẻ phần người buồn vui trong mọi sinh hoạt của giáo họ. Trong tinh thần liên lợi, giáo họ xin gửi tới gia đình một đồng lễ cùng với tâm tình tri ân. Trong niềm hiệp thông cùng nguyện cầu cho linh hồn Gioan Bautista, xin kính mời đại gia đình tăng quyến cùng cộng đoàn tham dự nghi thức nhập quan, dâng lời nguyện xin Thiên Chúa đứng giàu lòng xót thương, thử tha mọi lỗi lầm và đón nhận ông Gioan Bautista vào nước hằng sống muôn đời. Những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính với những người đã ra đi
là sống cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống ngài. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho linh hồn Gioan Bautista được yên giấc ngàn thu. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi Chúa là linh hồn Gioan Bautista được nghỉ yên trong đó chờ ngày Chúa cho sống lại và về hương tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Cha là Thiên Chúa nghĩ muốn của Cha, ta dưới đất cũng như chủ lòng thương mà che chở cho linh hồn người thân chúng con là ông Gioan Bautista được chung hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ông Thánh Giuse là Đấng Bảo Hộ Hội Thánh, cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse như cột trụ cho mọi nhà được vững, cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse hay yên ủi kẻ gian nan khốn khó, cầu cho chúng con. Ban Thường vụ Hội đồng Giáo sứ, quý sơ và các ban ngành đoàn thể, kính thưa Ban Trị sự Giáo hội Giuse, quý bà con nội ngoại trong gia tộc, quý ân nhân, quý ông bà thông gia, rồi kèn đồng bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa, cùng cộng đoàn thân mến, con xin được thay lời cho mã các em trong gia đình xin tri ân gửi đến quý cộng đoàn lòng biết ơn của gia đình chúng con. Kính thưa quý vị, dẫu biết rằng cuộc sinh ly từ biệt nào cũng đau buồn và nhiều mất mát trước sự ra đi của người ba thân yêu mà chúng con một đời thương kính. Ba của chúng con đã kết thúc chuyến tàu cuộc đời ở tuổi 86. Trước cảnh chia ly của kẻ ở người đi, dầu muốn níu kéo một bóng hình, thì nay ba cũng đã bước vào ngưỡng cửa cuộc đời hằng sống của quê hương đích thực mà đời này chỉ là cõi tạm. Trong suốt 86 năm làm kiếp con người, sẽ có những lần vấp ngã bởi thất phần mỏng tròn. Chắc hẳn ba của chúng con không tránh được những sai phạm làm phiền lòng quý vị. Nay đứng trước thi hài của ba, con xin được thay lời tạ tội, con xin được cúi đầu nhận sự tha thứ của quý vị. Kính mong quý vị rộng lòng bao dung cho ba của chúng con. Và sau đây, con xin cộng đoàn cho gia đình chúng con có đôi lời tâm tình với ba của chúng con. Kính thưa ba, sự ra đi của ba là nỗi nhớ thương, một sự mất mát to lớn mà biết bao nỗi cô đơn trống vắng để lại cho mã và toàn thể anh em chúng con. Ba đã cho chúng con tấm hình hài và tuổi đời hoan niên trong tình yêu thương của ba. Ba đã giáo dục chúng con khôn lớn và cho chúng con có được cuộc sống như ngày hôm nay. Ba luôn đồng hành nâng đỡ và thấu hiểu của chúng con. Ba là một người hiền lành, tận tụy, đầy tình yêu thương. Dẫu bao nghẹt thăng trầm, cuộc đời vốn chẳng ưu ái cho ba. Trước những nghịch cảnh, với tâm nguyện hết lòng phục vụ Chúa và lấy căn bản khai phóng giáo dục thế hệ tương lai, trong trách nhiệm của một người thầy, tâm nguyện của ba nay đã được kết trái đơm bông.
anh chị em, chúng con nguyện hứa với ba sẽ chăm sóc, hiếu thảo và quan tâm mã thay ba. Anh chị em chúng con sẽ sống đoàn kết yêu thương nhau để ba được yên lòng. Và trong cuộc sống, anh chị em chúng con có nhiều điều thiếu sót làm cho ba buồn lòng. Giờ đây, xin ba tha thứ và bỏ qua cho những lỗi lầm của chúng con. Một lần nữa, má và chúng con xin cúi đầu bái biệt. Kính thưa cộng đoàn, trong suốt thời gian qua, gia đình chúng con đã nhận được thật nhiều tình yêu thương, đặc biệt là những ngày tháng ba chúng con nằm trên giường bệnh. Quý vị đã ân cần thăm hỏi và động viên. Nay ba đã về với Chúa, quý vị đã đến an ủi, phụng viếng và cầu nguyện cho ba của chúng con. Trước những nghĩa cử cao đẹp mà quý vị đã thương đến gia đình chúng con trong nỗi đau thương này, má và anh em chúng con xin cảm ơn quý vị và cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn ban lành, luôn ban ơn lành cho tất cả quý vị. Trong khâu tổ chức, chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý cộng đoàn lượng thứ cho gia đình chúng con, má và anh chị em chúng con, anh chị em ta quyến chúng con xin tri ân và đồng bãi tạ. Còn có nhớ, nhớ gọi tên,
những thờ đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu, chỉ nghe vang bao niềm đau. Lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại. Chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Bạn thân ơi, thôi rồi xa. Người yêu ơi, thôi rồi quên. Còn có nhớ, nhớ gọi tên. Nhưng ở đây ân tình. Nằm dưới đây chốn mộ sâu, chỉ nghe vang bao niềm đau. Lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại. Chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Lòng son con xin kính dâng lên người, lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn cha. Ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn hùng vĩ, che chắn bên con trước cơn bão tố. Cha yêu quý thanh cao, trong lòng con là đuốc sáng, là thác rồng, là kim cương trong lửa rực muôn màu. Cha là đất nước, là nắng mưa nuôi con một đời. Cha là tiếng sáo, là dòng hò cho con nụ cười. Cha là nghiêm khắc, là thiên tha mong con bằng người. Cha là bóng mát
che cho con suốt cả đời con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa ông Gioan Bautista, được khi cử hành nghi thức đồng con, di con và được lúc chúng con thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài ông, để ông được an nghỉ trong lòng đất thánh giáo xứ. Theo truyền thống giáo họ, một lần nữa ban trị sự chúng con thay mặt cho cộng đoàn xin được thành kính thắp nén hương lòng tri ân ông. Bởi bao năm qua ông đã đồng hành cùng giáo họ trong bước đường lừa thứ trần gian, đã chia sẻ hy sinh đóng góp xây dựng cho giáo họ không ngoài mục đích làm vinh danh Cha. Giờ đây để việc tiền đưa và chôn cất được tốt đẹp, chúng con nguyện chúc ông ra đi trong an bình. Chúng ta phó dâng ông Gioan Bautista trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa toàn năng. Lạy Cha trên trời, lạy Phải chúng con, xin đừng để chúng con phải xa chưa tam giới. Mai hình anh chiều mến của ông, xin đừng để chúng con như những người gặp đắng nuốt cay vì bất mát, hay như những kẻ chỉ nuôi tin chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn đầy hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là Đức hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Tôi tin. Cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, tình Cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thóm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình Cha. Tình Cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, phút giây. Tình Cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình Cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình Cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay Cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, Cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, phút giây. Tình Cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình Cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình Cha.
cha cho con, xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phu che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa cười, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Lạy Chúa, chúng con khấn khoan này
Thank you.
Theo Thánh Gioan. Lạy Chúa,
Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Những người Do Thái tranh luận với nhau: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Vậy Chúa Giêsu nói với họ: quả thật tôi nói với các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi chính mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau thế. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa yêu lời đem Chúa. Tổng đoàn phụ và quý ông bà nội ngoại thân yếu gần xa trong lễ tang cùng này. Những lời cầu nguyện và nghi lễ chúng ta dâng lên trong bánh lễ hôm nay là để cầu cho cụ Gioan Baptista Hán Duy Ái sớm đạt được cuộc sống vĩnh cửu muôn đời, hưởng nhan thánh Chúa. Những lời Chúa mà chúng ta vừa nghe lại muốn nuôi dưỡng chính chúng ta là những người còn đang sống ở trần thế để tiến tới một cuộc sống tốt đẹp, sẵn sàng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn khi Chúa gọi chúng ta về cuộc sống đích thực vĩnh cửu. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa hé mở mặc khải về sự sống lại và hạnh phúc nơi nhan cánh Chúa. Trong bài đọc một, ta nghe ông Gióng nói: Tôi biết ngày tận thế tôi sẽ từ cõi chết sống lại. Tôi sẽ thấy Chúa tôi, chính tôi sẽ thấy người và mắt tôi sẽ nhìn người chứ không ai khác. Có sống lương thiện đạo đức ở đời này thì mới được hưởng hạnh phúc đời sau. Riêng với cụ Gioan Baptista Hán Duy Ái đã lập gia đình với bà Trần Thị Lý vào năm 1967, có 4 con trai, 4 con dâu, 1 con gái và 11 cháu. Gia đình cụ cố Gioan Baptista trở về giáo xứ Châu Sơn mua thửa đất trước cửa Đức Mẹ đầu làng, hoa viên đầu làng. Cụ đã làm ban cho thành đoàn phụ huynh giáo xứ nhà và thành lập hội dòng lòng Chúa thương xót. Tuổi già, cụ vui lòng chấp nhận sống chung với bệnh tật trong tinh thần hòa nhã, không một tiếng than vãn kêu ca. Dường như cụ Gioan Baptista đã tận dụng thời gian này để tiếp tục dâng hy sinh, làm việc công đồ và cũng là để dọn mình cho
Tôi muốn đời.
Người anh em chúng ta đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong niềm tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy ân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em này bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào sự việc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than vãn khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Xin cầu toàn cùng đáp lại. Xin dâng linh hồn gió an bao thi si ta lên chưa tôn nhan đấng tối cao. Xin dâng linh hồn gió an bao thi si ta lên chưa tôn nhan đấng tối cao. Lấy linh hồn này. Xin dâng linh hồn gió an bao thi si ta lên chưa tôn nhan đấng tối cao. Xin Đức Kitô đấng đã gọi ông Gioan Thank you.
Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Con là sóng trời xiết gian cao, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã quá xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha trong mồ ba ngày Chúa đã thánh hóa phần mồ của mọi người tin vào Chúa. Đôi khi dùng chôn cất thân xác, các phần mô làm giá tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh. Và trong ánh sáng chiếu tỏa từ tốn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vinh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời. Ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng người anh em này cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì không phải chết muôn đời. Vậy
chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trông biết thông hôi. Xin thương đưa người anh em chúng con về trời. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em của chúng con đây. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cây được sống. Để khi đã được giải thoát khỏi sự chết, linh hồn tôi tới Chúa được vào thiên đàng chung hướng niềm hoan lạc cùng các thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Gioan Bautista được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng nhàn thu chiếu soi trên linh hồn Gioan Bautista. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Kính thưa Ban Trị sự Giáo hộ Giuse cùng các ban ngành đoàn thể, quý tu sĩ nam nữ, quý tân thân nhân, quý bà con thân tộc nội ngoại, quý ông bà thông gia, quý bà con xóm giềng cùng bạn bè thân hữu xa gần, các đoàn Anna, đội kèn giáo sứ, các con thiên nhiên cùng cựu học sinh trường Teresa. Kính thưa cộng đoàn, trước hết gia đình chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa và tri ân mẹ giáo hội đã sinh ra ta chúng con qua bàn tay yêu thương của tổ tiên, qua ân tình của xóm làng, trong niềm kính thác vào Chúa Kitô phục sinh. Ba đã rời quê cha đất tổ, một mình bơ vơ trong chuyến tàu xuôi miền Nam, mong tìm được bến bờ, tay trắng dựng nên sự nghiệp với bao thay đổi của thời cuộc. Trong suốt 86 năm làm việc, con người đã để lại cho đời những ân tình sâu nặng của gia đình, những trách nhiệm nặng nề của gia tộc, của sự nghiệp, của tình làng nghĩa xóm, mong cầu một cuộc sống an hòa. Những cô cậu học trò của ba ngày xưa nay cũng đã về đã xế chiều, tóc cũng đã ngả màu theo thời gian. Thế hệ tương lai của đất nước, ba đã dạy công giáo dục với bầu nhiệt huyết của một người thầy, sẽ nối tiếp nơi tâm nguyện của ba trên căn bản giáo dục hoàn thiện với tiêu chí nhân bản dân tộc, khai phóng cho các thế hệ tiếp nối. Kính thưa quý vị, lời cuối trước khi tiễn biệt ba thân yêu của chúng con về với lòng đất mẹ, má và anh chị em chúng con trong gia đình tang quyến, xin tri ân quý cha đồng tế, quý sơ, quý thầy, quý chức cùng quý cộng đoàn thân hữu đã yêu thương giúp đỡ và tạo mọi điều giúp cho gia đình chúng con cách này cách khác, và nhất là đã tham dự thánh lễ an táng tiễn đưa ba của chúng con về an nghỉ với tổ tiên trong đất thánh của xứ nhà. Trước những nghĩa cử cao đẹp đó, sự yêu thương vô bờ bến và sự giúp đỡ quý báu của quý cha và quý vị đại gia đình tăng quyến chúng con, không biết lấy gì để đền đáp cho cân xứng, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành và sự bình an trên quý cha, quý thầy, quý sơ và quý cộng đoàn. Trong lúc tổ chức tang lễ, gia đình tăng quyến chúng con không tránh được những thiếu sót, kính thân quý cha và cộng đoàn thông cảm và lượng thứ cho gia đình tăng quyến chúng con. Một lần nữa, đại gia đình tăng quyến xin được cúi đầu tri ân và đồng bái tạ.
Chúa, tin con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tin con reo hoan lạc Chúa ơi. Bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như nhà Chúa đi về thánh đô. Phần này
vết mực nào xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Mặt bụi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ.